Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa kéo dài gây lũ lụt ảnh hưởng tới cuộc sống của 30 triệu dân trên khắp Trung Quốc, khiến 140 người thiệt mạng hoặc mất tích. Bốn thành phố dọc sông Dương Tử hai ngày qua nâng cảnh báo lũ lên cấp cao nhất sau khi mưa lớn gây sạt lở đất, làm ngập các con đường và đất canh tác. Báo động đỏ được ban hành ở các khu vực Hàm Ninh và Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc và Nam Xương và Thượng Nhiêu thuộc tỉnh lân cận Giang Tây cho thấy. Trung Quốc dễ bị tổn thương thế nào trước các hình thái khắc nghiệt của thời tiết với nguyên nhân xuất phát từ biến đổi khí hậu và các rủi ro việc phát triển quá mức khu vực bãi sông. Theo thống kê tỉnh Hồ Bắc, 16 người chết và 5 người mất tích do thảm họa, hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trong số các nạn nhân có 9 người bị chôn vùi trong vụ lở đất do mưa lớn ở Hoàng Cương. Ở phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương phát đi cảnh báo lũ cấp 2 để phòng chống lũ lụt từ đầu tuần. Tính tới hết thứ Tư, tỉnh này báo cáo 4 người chết và hơn 1,6 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tiền Đường vào hôm thứ Hai. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 18 tháng 8 đưa tin 140 người chết hoặc mất tích do mưa lũ, trong khi thiệt hại kinh tế ước tính trên 60 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 1,7 triệu người ở 27 tỉnh khu tự trị của Trung Quốc phải di rời vì lũ lụt. Hơn 250.000 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 2,6 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay. Hơn 430.000 người tham gia vào công tác giải cứu và 12.811 người được cứu thoát. Trung Quốc khẳng định điều kiện thời tiết bất thường bao gồm không khí ẩm từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân gây ra lũ kéo dài. Nhưng đồng thời thừa nhận những thay đổi lâu dài về mô hình khí hậu khiến nước này dễ bị tổn thương. Lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc phù hợp với sự gia tăng của các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Tại nhiều vùng của Trung Quốc, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi lớn về lượng mưa trong những thập kỷ gần đây và hậu quả là lũ lụt. Lưu Tuấn Diên, thành viên nhóm hoạt động vì môi trường hòa bình xanh cho hay, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm kia, mưa lớn sẽ tiếp tục những ngày tới trên khắp Trung Quốc. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ hôm 18 tháng 8, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, ông Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía Nam Trung Quốc trong ngày 19 tháng 8, khi mưa lớn đẩy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m khối trên giây, mức đo được cao nhất từ trước đến nay. China News ngày 19 tháng 8 đưa tin hơn 400.000 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người đã được sơ tán, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Kể từ chiều ngày 18 tháng 8, mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiểu Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức tỉnh Quảng Đông phải nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập mức kỷ lục vào ngày 18 tháng 8. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía Đông Nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế 70,2 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trên khắp miền Nam Trung Quốc, nước trên nhiều con sông đạt đỉnh,
Tính đến 12 giờ ngày 19 tháng 8, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 đạt 721mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Trái lại, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 18 tháng 8 tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiều nơi vượt 40 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo, mưa cũng sẽ xảy ra ở khu vực này. Trong khi đó, hàng nghìn người dân đang được sơ tán khỏi một số tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân phía Bắc Trung Quốc trong những ngày gần đây, sau khi những vết nứt lớn liên tục xuất hiện trên đường phố. Global Times dẫn lời các chuyên gia địa chất Trung Quốc cho biết, vụ sụt lún gần đây xảy ra ở thành phố Thiên Tân khiến hơn 3.000 cư dân sơ tán khẩn cấp, được xác định là một thảm họa địa chất bất ngờ có khả năng do các hốc ngầm dưới độ sâu 1.300m gây ra. Trước đó, vào ngày thứ Tư, nhiều vết nứt rộng bất ngờ xuất hiện trên những con đường gần một khu dân cư ở quận Kim Nam của Thiên Tân. Một số bãi đỗ xe ngầm cũng xảy ra hiện tượng nứt tường thấm nước. Cư dân gần đó đã được di rời ngay lập tức trong đêm để đảm bảo an toàn. Tính đến ngày 19 tháng 8, tổng cộng 3.899 cư dân từ ít nhất 3 tòa nhà cao 25 tầng đã được sơ tán đến các khách sạn gần đó. Global Times dẫn lời chính quyền quận Kim Nam cho biết, chính quyền Thiên Tân đã mời hơn 20 chuyên gia từ các bộ, ngành trung ương cũng như hơn 10 đội khảo sát chuyên nghiệp từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc đến khảo sát, lập bản đồ địa chất, giám sát và thẩm định nhà ở tại khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức địa phương hiện đánh giá vụ việc là thảm họa địa chất bất ngờ sau khi tham khảo ý kiến sơ bộ từ các chuyên gia, cho biết thêm rằng họ không loại trừ việc khoan các giếng địa nhiệt đã dẫn đến xói mòn đất và sụt lún dẫn tới tình trạng trên. Tình huống này rất hiếm xảy ra, một chuyên gia nhận định. Với thông tin rằng các tòa nhà cao tầng đối diện những đoạn đường có vết nứt đang chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Cũng theo các chuyên gia, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, tình trạng sụt lún mặt đất diễn ra nhanh chóng bằng cách thực hiện một loạt các biện pháp chắt vữa, tình trạng sụt lún của mặt đất và các tòa nhà đã chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát mặt đất và các tòa nhà để ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp, đồng thời tiến hành điều tra và đánh giá sâu hơn về cấu trúc địa chất sâu của các tầng. Thưa quý vị, chính quyền Quảng Đông Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất, yêu cầu những khu vực rủi ro đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh và dừng các dịch vụ giao thông nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân. Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam, gồm Phúc Kiến và Quảng Tây, những tháng qua hứng chịu mưa lũ kỷ lục buộc hàng triệu người sơ tán. Từ chiều ngày 17 tháng 8, đến rạng sáng ngày 18 tháng 8, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên đến 150mm, theo Reuters. Lũ lụt vốn không phải là chuyện bất thường vào mùa hè, song tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng đang có xu hướng gia tăng khi trái đất nóng lên. Không khí ấm hơn có thể giữ nhiều hơi nước hơn trước khi mây trút nước, nghĩa là nước mưa sẽ được trút xuống ồ ạt hơn. Chuyên gia Wang Weilu của Viện Khí tượng Nhiệt đới Trung Quốc giải thích, đồng thời khẳng định đây có thể là nguyên nhân khiến mưa lũ ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc, nơi nhiệt độ trung bình đã tăng thêm ít nhất 0,5 độ C kể từ năm 1976. Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc triển khai binh sĩ hỗ trợ công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực và nước uống cho hàng triệu cư dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ thảm khốc khiến ít nhất 69 người thiệt mạng từ tuần rồi. Trong khi đó, có ít nhất 950 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Tính đến tối ngày 18 tháng 8, vì trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào rạng sáng cùng ngày ở tỉnh Thanh Hải, cách thành phố Tây Ninh khoảng 46 km về phía nam. Trận động đất này đã làm rung chuyển thành phố Tây Ninh và các tỉnh lân cận như Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Thưa quý vị, giới chức thành phố Trùng Khánh cho biết, mưa lũ kéo dài đã khiến một cây cầu đường sắt tại địa phương bị sập một phần vào sáng thứ Tư. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ giới chức thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cho biết, sáng thứ Tư, cầu đường sắt Tứ Bộ Hà một lần nữa đã bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao trong vài ngày qua. Tàu hỏa qua cầu đã tạm ngừng hoạt động. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong những ngày qua, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa năm nay. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, trong thời gian từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Sáu, quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa 299mm. Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa đổ sập, thuyền cứu hộ sơ tán người dân giữa mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh. Từ tháng trước,
nhiều khu vực tại Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ quét, lở đất khiến giới chức quốc gia này phải thường xuyên cảnh báo, khuyến nghị người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo truyền thông địa phương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc ô tô chở 5 người tại cây cầu ở quận Nam Ngạn trên địa bàn tỉnh vào đêm qua. Một người có mặt trên ô tô đã được giải cứu. Một số cơ quan khí tượng tại Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, thời tiết cực đoan dẫn tới thảm họa tự nhiên tại các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 18 tháng 8 đến 20 giờ ngày 19 tháng 8, người dân tại các khu vực này đã được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Năm nay, mùa mưa tại Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.